Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bây giờ Duy đang lái cái chiếc xe Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC này về thành phố Tân An, Long An để cho cô chú khách hàng của Duy lái thử xe các bạn để cảm nhận, cũng như là Duy sẽ hướng dẫn trước một vài thao tác cho cái chiếc xe điện này. Bởi vì là qua đầu tuần sau là Duy bàn giao cái chiếc xe EQS 450 cả phiên bản V1 cho cô chú rồi. Đó thì cái phiên bản V1 nó sẽ khác với cái chiếc xe của Duy đang lái các bạn. Đó là cái màn hình của chiếc xe EQS 450 bây giờ đây là cái màn hình Hyper Green luôn rồi, chứ không còn là cái màn hình nhỏ như thế này trên cái phiên bản đầu tiên nữa ha. Đó là cái chiếc xe mà có thể nói là đầu tiên Duy giao về cái thành phố Tân An, Long An cho cô chú luôn, và cũng như là chiếc xe EQS 450 mà phiên bản V1 này có thể là Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng là đầu tiên giao cho cô chú luôn các bạn. Thì cũng rất là may mắn trong đợt này là cái phiên bản nó được nâng cấp lên. Đó cho nên là cái chiếc xe EQS 450 của chúng ta bây giờ nó không khác gì so với lại cái chiếc xe EQS 580 hết. Đó, rất rất là đẹp luôn các bạn. Thật sự rất tuyệt vời. Chiếc xe EQS 450 này các bạn là chiếc xe thuần điện đầu tiên của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Đó, và với EQS 450 thì một lần sạc chúng ta có thể đi được 770 cây số luôn ha. Đây có thể nói là một cái chiếc xe có một cái quãng đường đi rất rất là dài và có thể gọi là dài nhất tại cái thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ luôn các bạn. Đó, và cái chiếc EQS 450 này bạn nó đầy đủ hết tất cả những cái công nghệ gì mà tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Là các bạn thấy là EQS đó, trong cái tên gọi của nó có chữ EQ các bạn, thì giống như đây là một cái chiếc xe rất là thông minh ha. Đó, những cái tính năng của nó khi mà gì lái trên đường bạn có rất rất là nhiều những tính năng hỗ trợ ha. Hệ thống cảnh báo lệch đèn đường nè, hệ thống cảnh báo điểm mù nè, hệ thống phanh tự động nè, đó, những cái tính năng an toàn như là reset nè, đó, rất 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 là đầy đủ luôn đó. Và hầu như là khi mà Duy lái cái chiếc xe EQS 450 này các bạn, nó cực cực kỳ êm luôn. Nếu các anh chị nào, khách hàng nào mà thích cái sự êm ái của một cái chiếc xe, bạn có thể là êm ái tối đa ha, thì có thể là nghiên cứu chọn cái dòng xe EQS này, bởi vì là xe điện mà các bạn, nó sẽ không phát ra tiếng ồn gì hết đó. Và đặc biệt đây là cái dòng xe S-Class nữa bạn, một chiếc xe điện S-Class nữa, cho nên là đây là một cái phân khúc có thể nói là cao cấp nhất hiện tại bây giờ của những cái dòng xe điện cũng như là của Mercedes-Benz luôn. Cho nên là cái khả năng vận hành của chiếc xe này nó rất là êm ái, cũng như là cách âm nó rất rất là tuyệt vời luôn. Với cái EQS 450 này các bạn, thì nó sử dụng cầu sao hay gọi là một cái motor điện đặt ở phía sau ha, chính xác là như vậy đó. Và công suất của chiếc xe EQS 450 này nó lên tới là 333 mã lực, thì nó sẽ tương đương với một cái động cơ 6 máy 3.0 lít của Mercedes-Benz đối với những cái chiếc xe xăng đó các bạn. Nhưng mà cái cảm giác khi mà Duy chạy cái chiếc xe điện này nó cũng rất là khác so với lại cái chiếc xe xăng đó, bởi vì là cái mô men xoắn của cái chiếc xe điện các bạn lúc nào nó cũng cao hơn rất là nhiều so với cái chiếc xe xăng. Cho nên là khi mà chúng ta đạp ga, chúng ta tăng tốc á, cái cảm giác của cái chiếc xe này nó rất là khác ha. Nó tăng tốc rất là nhanh, cũng như là cái cảm giác khi chúng ta đạp ga đột ngột, bạn có thể gọi là dính ghế luôn ha. Đó, về nội thất của chiếc xe EQS 450 này, đây là một cái chiếc xe hướng tới cho người lái các bạn nha, hướng tới cho người lái. Cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần nội thất của chiếc xe này cũng như là cái khoang trước của cái chiếc xe nó rất rất là thể thao ha. Điển hình là các bạn sẽ thấy cái ghế ngồi này các bạn. Ghế ngồi này khi mà các bạn nhìn vào thì các bạn cũng cảm nhận đây là một cái chiếc xe mang một cái phong cách thể thao. Đó, và đặc biệt bạn khi mà Di chạy cái chiếc xe EQS 450 này trên đường các bạn, thì Di để ý có rất rất là nhiều những cái chiếc xe máy đi xung quanh, các bạn ngoái nhìn lại cái chiếc xe EQS, bởi vì là với cái kiểu dáng của cái chiếc xe EQS 450 này các bạn nhìn thấy nó rất rất là tương lai, cũng như là bên ngoài các bạn nhìn rất là đẹp ha, rất là lạ mắt luôn đó. Cho nên là khi mà đi ngoài đường các bạn thấy rất rất là nhiều, Di cảm giác là các anh chị đi xe máy ha, ngoái nhìn lại cái chiếc xe EQS 450 này đó. Và đặc biệt các bạn, và Duy nghĩ là cái EQS 450 này khi mà chúng ta đi ban đêm các bạn, nó còn đẹp hơn rất là nhiều nữa, bởi vì là những cái đèn viền nội thất của chiếc xe nè, bên trong xe nè, cũng như là cái màn hình Hyper Green trên cái chiếc xe EQS 450 phiên bản V1, thì thật sự các bạn nha, khi mà chúng ta ngồi vào bên trong cabin này cảm giác như chúng ta đang lái một chiếc phi thuyền ha, bởi vì là nhìn nó rất là đẹp cũng như là nó rất là êm. Chúng ta đạp ga thì chúng ta chỉ thấy là cái chiếc xe của chúng ta nó tăng tốc lên thôi, và nghe cái một ít cái tiếng của lốp xe thôi, hầu như là mọi thứ
cái tiếng động cơ hầu như nó không có nữa ha, rất là hay. Đó là cái trải nghiệm cho cái chiếc xe EQS 450 này đó. Các anh chị các bạn nào mà đang quan tâm đến một cái mẫu xe tương lai, một cái mẫu xe mà gọi là thông minh cũng như là một chiếc xe điện thuần chủng các bạn, thì có thể là nghiên cứu qua cái chiếc xe EQS 450 này đó, để biết thêm chi tiết về dòng xe EQS hoặc là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Các anh chị các bạn đừng ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 091 465 3979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.